2023, năm của nhiều thảm họa tự nhiên, động đất, cháy rừng, hạn hán. Thế giới đối mặt với xung đột, bạo lực liên tục nổ ra. Bình an, đó là điều mà mọi người dân trên thế giới đều nguyện cầu. Nơi tâm chấn động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, những người lính quả cảm của Việt Nam kịp thời có mặt. Việt Nam liên tiếp cử các đội hình tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Họ chính là những sứ giả hòa bình. Những hành trình vạn dặm của người Việt, dù đi tới đâu cũng hướng về đất nước, trở về với nơi khởi nguồn năng lượng linh thiêng. Có một người con sinh ra và lớn lên ở thành phố Hồ Chí Minh, anh có trong mình niềm đam mê xê dịch. Nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An, một phóng viên ảnh travel blogger nổi tiếng, đi qua hơn 45 quốc gia, anh càng khát khao giới thiệu một Việt Nam tươi đẹp và giàu bản sắc với thế giới. Khoảnh khắc cuối năm cũ, đầu năm mới là lúc chúng ta thường nghĩ đến hai chữ trở về. Trở về quê hương, nguồn cội, trở về gia đình và quay trở về bên trong chúng ta để tìm an yên trong tâm hồn của mình. Trong chuyến hành hương cuối năm, hai cha con nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An chọn về núi Bà Đen, nóc nhà Nam Bộ. Ngay tại thời điểm này, hệ thống cáp treo núi Bà đang chào đón du khách thứ 5 triệu, con số kỷ lục đưa Tây Ninh trở thành hiện tượng của du lịch Việt Nam. Nơi đây, trong năm 2023, chứng kiến nhiều hiện tượng thiên nhiên kỳ thú cùng những lễ hội văn hóa Phật giáo thiêng liêng. Xin chào hai ba con! Ngày hôm nay thì Hạnh Phúc rất là vui được gặp hai ba con ở đây trong một dịp rất là đặc biệt giữa vùng đất thiêng Tây Ninh như thế này. Và một người đã đặt chân đến 45 quốc gia rồi, thì mỗi lần trở về Việt Nam như thế này thì cảm xúc trong anh như thế nào ạ? Người ta vẫn nói rằng là đi muôn nơi để mà thương nhớ một chốn quay về. Và mình chỉ mong cái ngày cuối năm mình được ở đây, được ở quê hương của mình, để mình cảm thấy được cái sự bình yên. Mà có bình yên là mình có hạnh phúc rồi. Vì sao hành trình trở về lần này anh lại chọn mảnh đất thiêng là Tây Ninh? Thế giới ngoài kia thì nó quá động. Ở Tây Ninh mình tìm thấy được cái tỉnh, mình lên đây, những cái ngôi chùa này đã có hàng trăm năm rồi. Rồi cái khí hậu ở đây, cái biển mây và mỗi buổi sáng sớm ở đây, tất cả mọi thứ nó cho mình một cái sự tĩnh tâm, nó cho mình một cái sự an lành. Với người dân Nam Bộ, núi Bà Đen là miền đất linh thiêng bậc nhất. Nơi đây có chùa cổ thờ Linh Sơn Thánh Mẫu cùng quần thể văn hóa tâm linh với những nét đẹp văn hóa nghệ thuật Phật giáo đang không ngừng được hoàn thiện mỗi ngày. Anh Hải An ơi, đến với núi Bà Đen đã 20 lần rồi. Trong mắt của một nhiếp ảnh gia như anh thì khoảnh khắc nào là ấn tượng nhất tại đây ạ? Đây nè, Phúc nhìn thấy đây có cái bảng ghi không? Núi Bà Đen cao 986m. Tại vì ở đây là nóc nhà của Nam Bộ nên rất là cao. Và điều thú vị là chính vào những cái mùa mây á, thì cả một cái không gian này là nguyên một cái biển mây luôn. Tràn, bồng bềnh luôn. Đó là cái khoảnh khắc mà coi như cực kỳ là ấn tượng. Khi mà biển mây nằm ở dưới và tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn thì trên cao như thế này, và mây cứ cuồn cuộn, cái cảm giác giống như tượng Phật Bà bay ở trên mây vậy. Và có một cái khoảnh khắc mà anh nhớ mãi luôn là cái buổi hôm đó, tự nhiên là trong một cái bầu mù mịt này, tượng Phật hiện ra rồi cái nắng chiếu vô, tượng Phật giống như tỏa hào quang lên vậy đó. Thế còn mây nào, con đã bao giờ được thả hoa đăng cùng với ba trên đỉnh núi Bà Đen tại Tây Ninh chưa? Dạ chưa. Và vậy thì là tí nữa mình đi thả hoa đăng nha. Dạ. Trong khoảnh khắc chuyển giao giữa ngày và đêm trên ngọn núi thiêng, du khách cùng nhau nắn nót viết những dòng chữ, gửi gắm ước nguyện của mình vào những ngọn đèn hoa đăng. Lúc này thì tôi cũng đã viết xong nguyện ước của mình cho năm mới 2024. Còn hai bố con nào, mình ước điều gì cho năm mới nào, bé Mây nào? Ý, con ước cái gì nè? Con được học giỏi. Yeah. Con ước cho ba con dù vậy em ở khỏe. Sau cả một năm mình cứ lang thang rong ruổi mãi rồi thì ngay những cái thời khắc này nó rất là thiêng liêng. Mình chỉ muốn được bình yên thôi. Mình muốn một gia đình hạnh phúc và bình yên. Những giây phút bình an là lúc mỗi người quay trở về lại bên trong mình, tìm sự bình yên, rèn lại tâm, thân, trí. Năm mới sắp tới, nhiếp ảnh gia Hải An sẽ tiếp tục những hành trình mới. Anh sẽ viết tiếp hành trình mang hình ảnh Việt Nam ra thế giới.
sẽ chẳng có nơi nào bình yên nếu lòng người đầy những bão giông. Hành trình trở về là trở về với cội nguồn linh thiêng, trở về với tâm của mỗi chúng ta.